Vì những người mà không có hiểu về xuất thế gian, họ vẫn là tìm chén cơm manh áo ở đời. Họ không có cái trình độ để hiểu mấy cái hào quang với mấy cái hiện tượng đó. Thì là cái họ chưa có đủ phước. Mà đến một ngày mà họ lớn tuổi mà họ hiểu rồi thì họ lại không còn sức nữa. Hiểu không? Cho nên biết xuất thế gian sớm chừng nào, chúng ta có một đống cơ hội chừng đó. Không biết muộn nó cũng có cơ hội ấy. Mà hên xui á. Giờ nước Việt á, biết không biết gì bây giờ á, thấy cái hệ chế sắp tàn rồi. Kinh sấm nói chúng sư phụ hết, chuyển lưng thánh dương, tất cả kinh điển của toàn thế giới, của đạo này là đạo, đạo Muslim cũng nói chúng về sư phụ. Rồi đạo Hồi giáo, Tin Lành, rồi Đức Thầy đều nói về sư phụ hết. Thì hôm nay họ mới chạy họ đông vậy. Tại nó là sự thật mà. Mỗi ngày á, sư phụ họp với bề trên, rồi chị sư phụ Thánh Mẫu Liễu Hạnh, cha mẹ với mấy vị sư phụ này, luôn cả Đức Thầy nữa, là gần cả nửa năm nay luôn luôn sư phụ kêu sư phụ là phải tập cái phong thái, cái ăn nói giống như một vị lãnh đạo là vua, không có được đùa cợt, không được dễ dãi mấy đệ tử nhí gái rồi đại khái. Bây giờ dạy nhiều lắm. Mà hồi sáng ngày hôm qua là chị về, chị ấn lệnh mạnh luôn á. Chị nói nè, ở đây có nhiều đệ tử không nghe, chị chỉ đọc cái khúc này thôi. Còn nước Việt Nam thì sẽ nhiều biến động, thế giới cũng có nhiều biến động, nhưng mà riêng nước mình, riêng nước của chúng ta được ơn trên phù hộ, đây là nguyên văn nguyên lời, không dư không thiếu nửa chữ của ở trên nha. Đất nước của chúng ta được ơn trên phù hộ nên đã có được một minh quân mà ơn trên và hội đồng chư Phật đã chọn lựa hàng nghìn năm để cai trị và xây dựng lại một cơ đồ mới đầy nhân ái. Vậy Thái tử hãy xem lại mình, có thể là một vị vua tài giỏi, đầy lòng nhân ái hay chưa? Vậy hãy suy nghĩ kỹ cái gì còn chưa tốt thì cố gắng học hỏi để bổ túc thêm, để khỏi mắc tội với nhân dân và phụ lòng cha mẹ ơn trên gia phó. Cái này mới ngày qua. Và đồng thời dưới này còn nhiều lắm. Chị nói là hiện giờ trên núi Long Sơn tà xâm nhập cũng nhiều. Rồi kêu sư phụ không có lên trên mạng nói ngày thứ bảy nữa đó. Sư phụ xin được cái ngày đó. Cái gì ra lệnh là sư phụ chỉ ở nhà cấm cố trong nhà không ra được. Cái sát phàm bây giờ cực kỳ nguy hiểm. Vì lúc giờ chót á, họ sẽ tìm, cho nên núi bữa giờ nhiều người lạ tới. Rồi sao ta, ví dụ bữa ngay buổi chiều đó nhé, mình đi hai kinh qua đường, có gì la liền hết. Trên núi nó không có làm gì được, tại nó cũng chạy cũng không có khỏi núi đúng không? Tại thôi đã dặn trước coi thường mà bị chuyện gì trên đỉnh núi thì lấy xe block lại một cái đường thôi là nó dính cái ngắt rồi. Còn mà sư phụ mà đi vòng vòng á thì nó có thể chạy theo nó canh ở dưới không, và khá mấy gì nhận kỹ lắm. Tuy là có những vị hộ pháp mấy ông rồng rất là đông, nhưng mà về phần đời của mình á, mình cũng phải cẩn thận đó. Mấy lời mấy gì nhận dạy vậy. Và đồng thời sư phụ đang tuyển chọn khoảng 50 người gái nhỏ nhỏ nè, tiếng Mỹ tiếng Việt siêu quần, để giúp sư phụ làm mấy cái việc này nọ, như là bôi cũng vậy nữa. Nhưng mà hội thiên chúng ta ở Mỹ có 5-7 nghìn người, Việt Nam mấy chục triệu, mà tìm một đứa
mà để mà dạy lên để mà giúp bên cạnh sư phụ đâu phải dễ đâu. Đứa nào mà vừa lên được rồi gần sư phụ cái là hiếp mấy đứa nhí. Ủa vậy vậy kia 4 5 năm à, kiểu là vậy. Tại cái tánh của phàm nhân nó cũng còn ngủ ẩn lục căn ham sân si đầy mình, ôi vậy đó, và khó đào tạo lắm. Cho nên giờ hôm nay có clip này tuyên bố Thiên Phương Thảo sau này bên cạnh thì họ chắc ăn rồi. Đây Thiên Phương Thảo, đây Thiên Phương Thảo là sau này là đệ tử đặc biệt, tự gì rất là chỉnh chạc tiếng Mỹ tiếng Việt như gió. Con qua Mỹ thế nào vậy? Dạ, 82 ạ, khoảng 40 năm rồi. À, 40 năm rồi. Dạ, cũng là con là kỹ sư phải không? Đang là kỹ sư luôn á. À, kỹ sư cứ giữ. Đệ tử Hồ Thiên chúng ta không phải là người thường, đứa nào cũng là đại học Mỹ 4 năm không á. Hồi xưa mấy đứa kia cũng vậy, mà Thảo là có bằng đại học 4 năm, mình học tùm lum nữa. Đấy, đứa đa số cũng giống này mà, không phải người, đây là nha pharmacist nữa nè, không, nha sĩ nữa nè. Con cũng sẽ về với phụ nữa. Là tiếng Mỹ tiếng Việt như gió à. Tại vì con biết thuốc nào là thuốc không có bị nhiễm độc của Trung Cộng. Này bác sĩ ngồi đây. Mỗi người đây ngồi đây. Cho nên nhân tài của mình nhiều lắm, không phải là không có đâu. Con là pharmacy tech. Con là người tech hả? Vẫn thua dưới quyền của cô này. Nó có bằng bằng này là bằng khó lắm á, 6 năm mới được á, là phải dễ bằng con của con á, để vậy hỏi dạ, coi con có chắc mà con nghĩa không là hỏi với chúng ta là một đội quân mà cha để dễ ra hải ngoại toàn là chắc xám nữa thiệt không à. Sư phụ, thằng trai con giờ đang thi vô trường cảnh sát, nhưng mà nó phải giống như mấy đứa này, nó biết cha biết mẹ. Dạ, rồi nó phải quay tâm. Dạ, rồi nó phải nguyện thời. Bây giờ nó có tại theo sư phụ rồi, nó cũng đang hối lộ cũng giống như mấy người cộng. Không, nó không hối lộ. Nó phải là lên đây nó biết cầm đi nha. Nó nhiều cũng biết đọc kinh giống như mấy đứa này là thuần kinh rồi, lại thêm có tài nữa. Là cái đó là sư phụ có chân chân dụng. Bây giờ giàu cho nó cỡ như Lương Xuân Diệt mà không biết đọc kinh chưa chắc sư phụ dùng á. Hai chuyện khác nhau mà cộng. Để nắm quyền lên. Đệ tướng Lương Xuân Việt có này là buồn chán không, đại khái là cái đó là những lời khác, nhưng mà mình cũng tại vì họ có hiểu về tâm linh á, tại vì khi một quốc gia mới họ long qua là người đức thầy nói sao có tài và có đức nữa, mà đa số là thời nay tài nhiều đức không có, cái đức nó quan trọng hơn cái tài. Ở Việt Nam con là cô giáo dạy cấp 2 đó. Là bây giờ có tài á, giỏi cái nào mà không có đức, thường rất là phải suy nghĩ nghe. Trời, nó lên nắm quyền nó sát sanh rồi, trời, nó làm tan quan luôn, không có vô minh, nhưng mà kiểu Nguyễn Phú Trọng đi đốt lò cho đã, rồi cuối cùng cái lò con mới là thứ dữ. Bộ chính trị là hối lộ hết đúng không, mà đi đố người ta nghe là thấy tức cười không. Bây giờ cái màn kịch tự nhiên cái bức màn rớt xuống cái phịch vậy đó, tọt lót. Mấy đứa có hiểu về chính trị không? Chắc mấy đệ tử đó biết phải không? Tự nhiên Võ Văn Thưởng rồi Bác Phúc rồi ai đó ta, người Nguyễn Bình nói giọng Bình Minh, rồi ông Kiết Cận, Võ Văn Đam rớt lịch vô bịch, mà tối ngày đi đốt lò ta không, trong khi cái lò của mình đang cháy cho chồng không lò. Hết phơi buồn cười không? À, một cái xã hội như vậy cho nên á, sao này mới có minh quân được chứ. Mình nói thì ông ghét, nhưng mà mình nói sự thật thôi mà. Trên nói thôi. Giờ cái 100 triệu người mà không phải người trời, đâu phải dễ mà là gây dựng là một quốc gia đổ nát, mà vô văn hóa, vô đạo đức nước Việt mà trở thành một cường quốc dễ. Chỉ có người trời xuống để mà làm cho tâm của mọi người, và đồng thời có Thiên Long Bát Bộ, những cái vị thần của thế gian hồn đi trong núi mới phục tùng mới gia hộ. Bữa nay đệ tử của sư phụ của Việt Nam mới đông lắm, đi qua thành An Cư Quán, đi những cái thời xa xưa mà thời ốc eo á, thời lúc đó sư phụ còn làm đại đế,
những cái xác của sư phụ còn nằm trong đó, sư phụ còn chôn trong những cái lăng đó, mới ra họ tìm được. Thì những cái chỗ nào ngày xưa thuộc về sư phụ sẽ lấy lại hết. Đó là mạng này là gì? Nên đó là tại sao nước Việt sau này mở mang bờ cõi. Tại vì nếu mà những vị thần ở thổ địa, thổ thần, sơn thần ở đó không đồng ý, dầu cho 1000 cái bom nguyên tử hay là missile, máy bay gì đánh cũng không có chip được. Ở trên mà đồng ý rồi thì là dưới lấy dễ. Giống như Hoàng Sa Trường Sa là thuộc về của bà chị dâu sư phụ cai quản. Cái bà ngồi trên núi Kế Thanh Mẫu Tiểu Hạnh là trong Ngũ Long Công Chúa, là chị thứ hai lớn nhất của bà Sư Bảo mình. Thì bà cai cái quảng biển, bà cai cái vùng biển của Việt Nam. Điều Hoàng Sa Trường Sa thuộc về của chị đó cai quản, cho nên ai mà lên đó khánh chị thì chị nói ở trên thì support và gia hộ, nhưng mà dưới trần mình phải làm cái gì đó. Làm gì nó bụng hết sức mà đi liên tục mấy tháng cho nên không có hơi nói, cho mấy không có ý nói đâu, ý nhiều lắm không có hơi, nên nó có gì nhà cho đỡ đó. Mở tủ đó là có cái bánh gì không đó, cái bánh là nó có hơi nói tí rồi, dễ dụ lắm, chỉ ra cái bánh có sức đó là nói hai tí là mấy triệu người nghe theo nhà cái bánh. Không ăn gì nhiều chứ con mỏi bẩn nè. Bánh là bánh gì nè? Này được rồi. Mời nhầm nhầm gói nước trà mời đi. Cái bình đó bỏ nước vô kìa. Rồi lấy nước trà mời đi, cái con để một chí chờ nhỏ. Nhiều không lo. Đi làm về đói bụng ăn cái bánh khúc đi để có sức để nói tiếp, chứ đệ tử tự nhiên gom về đây bữa nay ngày thứ hai mà đâu phải ngày nói chuyện. Mời mấy bác trong kia là lớn tuổi rồi phải không? Cái hả ly bự bự á. Xưa Đức Thầy làm cái bài này cũng hay, cho nên thầy thường phải đọc hoài. Ta có tình yêu rất đượm nằm. Ông Minh ta có tình yêu rất đượm nằm, yêu đời yêu lẫn cả non sông. Tình yêu trang chứa trên hoàng vũ, không thể yêu riêng khách má hồng.
Nếu khách má hồng muốn được yêu thì trong tâm trí hãy xoay chiều, hướng về phụng sự cho nhân loại, sẽ gặp tình ta trong thói yêu. Cậu Đức Thầy xưa mà cũng hay á, nghe giờ truyền lại cho đệ tử y chang câu này. Cậu ơi, thằng đệ tử này bị dí còn hơn Đức Thầy nữa. Thời Văn Minh nữa không? Dí dí chứ đâu giờ đâu. Rồi tha dầu nhất, giết thuộc hết trơn. Mốt về Việt Nam còn giữ nữa. Chứ hôm nói với bà công chúa là Long Cung con bà Nhân Mẫu á, thôi ơi không, bà phải tin tưởng vài đứa ở đây, tại vì mấy đứa trẻ theo á thì nó mới làm việc được, mà bà không tin mấy đứa ở đây đi về Việt Nam mà tụi nó còn sực còn dữ hơn nữa, tại đây nó có lời nguyện, nó có nề nét à, cho bà chọn lựa lại móc chùa về Việt Nam, bà cũng ở Mỹ mà. Được không? Nên anh giờ vậy là sư phụ cũng phải đi gì về hết rồi. Đi gì về? Vậy tụi con cũng gặp sư phụ mà. Bây giờ thường biết, nhưng mà gần đây mấy tháng trước á, tại sư phụ rồi đổ tiền ở đây mười mấy triệu để mày xây lớn hơn á, với bình Houston á, mấy gì nói mấy cái này chỉ là cái móng thôi, sau này thủ đô của cái chỗ là chỗ thủ đô của sư phụ á là ở Sài Gòn, nhà nước cắm ở nước Việt, sư phụ không có giờ ở bên Mỹ nhiều. Từ từ những cái người mà người ta hiểu á, tự động người ta về đây, người ta làm lên cái núi này khang trang, làm ở thiên Long Giang lộng lẫy lên, là những cái người mà sau này thật tâm á, khi hồ nổi tiếng là tất cả mọi thứ nổi tiếng, cả mấy con cũng nổi tiếng theo luôn. Giờ chưa nổi tiếng còn bị đá gì trái banh, đệ tử mình đá trái banh nó lừa quá, không nó đưa qua đưa về cho nó cúp. Cũng vui không cần người ngoài, bởi vì xưa thủ có thường nói mấy đứa ở đây lâu không biết, trời ơi tôi mà làm gì sai tôi không đủ đệ tử tôi nó bầm tôi nữa, đừng chi mà cộng sản hay là AK-47 hay là người ngoài. Mấy đứa này nó khó còn hơn lại để từ chút không hẳn hẳn từ đây cho tới Thiên Long Giang toàn là thứ dữ luôn, hãy mà cũng rịch cái gì á, nghiêng cái ngửa cái hỉ mũi nó cũng biết chỗ cái gì không có gì. Cho nên mấy tổng cục 2, tổng cục 5 cộng sản hay là những cái kẻ thù ngoài không có cần phải lo. Tôi làm chặt cái đệ tử nó bầm tôi rồi, nó mới là khó lắm á. Nên cái luật tử thụ là đi xe một đứa hai đứa lên, còn nếu mà có một đứa thì con gán đi bộ nghe con. Hai cái luật tử thụ vậy á, phải có ba người mới lên đi xe với sư phụ, cứ làm vậy đó. Rồi sư phụ ngồi cũng vậy, sư phụ vô đây mà có một đứa mà tới, sư phụ không bao giờ mở cửa. Mấy con thấy cái đó không? Trên chiếc OB cũng vậy, phải trên ba đứa mới vô. Vô phòng Vimitha cũng vậy, cái gì cũng phải ít nhất là ba đứa. Đi ăn cũng vậy.